Dù chúng ta có những định nghĩa khác nhau về chân dung, nhưng mọi chân dung đều có chung một nguồn gốc. Chân dung, bạn có thực sự biết chân dung là gì không? Chân dung bắt đầu trở nên phổ biến từ thế kỷ thứ 13. Nghĩa gốc của nó chỉ sự đại diện. Chân dung là biểu tượng tình cảm dành cho người mà chúng ta không muốn lãng quên. Một cột mốc kỷ niệm minh chứng cho việc họ đã ở đó. Ở thời điểm đó, chỉ có người có điều kiện mới có thể chi trả được tranh vẽ chân dung. Chân dung là một hình thức nghệ thuật mang đậm giá trị tinh thần để lưu giữ ký ức về một con người. Giá trị của chân dung vẫn được duy trì cho đến tận ngày nay qua hội họa, điêu khắc và cuối cùng là nhiếp ảnh. Bạn có từng nghe tới khái niệm máy ảnh lỗ kim? Nó chính là khởi nguồn của nhiếp ảnh. Ngày xưa, các họa sĩ thường sử dụng phương pháp này để có thể vẽ nhanh hơn. Nhiều thế kỷ sau đó, các hiệu chụp ảnh bình dân dần mở cửa rộng rãi, mang nhiếp ảnh chân dung đến gần với đại chúng hơn. Tuy nhiên, không một ai cười khi được chụp cả. Bởi vì người được chụp phải giữ tư thế bất động trong suốt 4 phút với một công cụ hỗ trợ bằng thép để cố định tư thế tạo dáng. Đã sẵn sàng chưa thưa cô? Từ lâu lắm rồi. Được rồi, bắt đầu thôi. 1, 2, 3. Giữ yên, giữ yên. 6, 7, 8. Đừng cử động. Đúng rồi. 10, 11. Ôi không. Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là có trục trặc kỹ thuật rồi. Đẹp, đẹp, đẹp. Vậy đó, bạn đã và đang chứng kiến một trang sử mới của nhiếp ảnh được hình thành như thế nào. Một phát minh cho nhiếp ảnh chân dung được tạo ra bởi Oppo. Chuyên gia chân dung Oppo Reno 8 Series. Và giờ đây, ai cũng có thể trở thành chuyên gia chân dung. Thành quả của lịch sử nhiếp ảnh chân dung nay nằm trên tay bạn.